Hello mọi người. Thoải mái à? Linh Thanh là khán phụ của nhóm Double Wish nha. Là bây giờ cà phê Oasis. Mọi người biết không? Là đây là gần Lê Văn Sĩ. Địa chỉ là số 176 một đê Lê Văn Sĩ. Đây, mọi người thấy chưa? Thấy được không? Đây có cá coi nè. Có nhiều cá coi. Và ở đây, khu vực này là rất là mạnh. Ông người không có cá. Thay lại, có gió nhiều. Đây, cà phê sữa. Tôi hơi đậm. Cà phê này là 43.000 Việt Nam đồng. Nhưng buổi tối và chủ nhật thứ bảy là mắc hơn nha. 2.000 mắc hơn. Đây. Thoải mái à. Là không khí đẹp. Là giống như là ở Đà Lạt. Nhưng mình chưa bao giờ đi Đà Lạt. Có nhiều tay à. Tay cao. Tôi nghĩ là trung tâm Sài Gòn là ồn ào đó, là kẹt xe nhiều đó, là không chỉ hơi dơ nên mệt mỏi, và hiện nay là trời nóng và có trời mưa, nhưng ở đây là không có vấn đề gì đâu nên thoải mái. Hình như là ở Nhật Bản là không có quán cà phê như vậy nên rất thú vị. Hai à, là có thể có khu vực nghỉ ngơi ở Nhật Bản á, và ở Nhật Bản cũng có khu vực như vậy, nhưng khu vực của Nhật Bản là khu du lịch nha, nên không phải quán cà phê như vậy. Mình là có một câu hỏi là tiếng Việt à, cá chép là tiếng Nhật là khôi, nhưng hiện nay ở Việt Nam cũng gọi là cá khôi nhá, đúng không? Là cá khôi và cá chép là khác, đúng không? Khác nhau hả? Là không biết, mình không biết, em muốn biết cá khôi. À, hãy viết comment nha. Là không quyết định nhá, không quyết định được nhá, là tại vì là món ăn ngon á, là ở đây không có không ở đây không có mưa đông nè, nên là nhưng bên Nhật Bản là có mưa đông nè, là khi đó là rất lạnh nên không thể đi chơi được, không được đi được, nhưng mình không muốn đi ra ngoài á. Ở Việt Nam là không có, là mỗi ngày nóng, là đối với mình thì rất tốt nha, là nhiều người Việt Nam là hiền nên mình thích Việt Nam. Trái cắm cá cổ ý này, mọi người xem chưa, xem được không? Ở Việt Nam là có người đi làm là vui á, và có nhiều nơi để vui chơi á, nên ở Việt Nam là thú vị. Và đây quán này là thoải mái á, nên nếu mọi người mệt mỏi thì hãy đến ở đây để nghỉ ngơi nha. Rồi nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Cảm ơn đã xem chương trình này nha, bye bye.